Xin chào tất cả các bạn học sinh khối 10. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Mai Linh và bây giờ cô sẽ đảm nhiệm dạy bộ môn kỹ năng sống của tất cả các bạn trong các thời gian các bạn học online ha, và cũng qua cái hình thức học online luôn ha. Vậy thì đầu tiên khi cô xin giới thiệu về cái bộ môn kỹ năng sống trước. Bộ môn kỹ năng sống thì theo các bạn thì bộ môn kỹ năng sống nó có cái vai trò như thế nào đối với các bạn và đối với mọi người? Vậy thì để kỹ năng sống hay còn gọi được kỹ năng mềm, vậy thì đã có kỹ năng mềm thì phải có kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng được hiểu là những cái kỹ năng thuộc về chuyên môn, mang về tính tính chất nó được lặp đi lặp lại, thường thì được đào tạo ở trong các nhà trường và trong các viện. Và cái thời gian đào tạo của những cái kỹ năng cứng này thì thường là dài, kéo dài 2-3 năm, hoặc là phải trải qua quá trình lặp đi lặp lại, hoặc từ học từ cơ bản đến nâng cao. Thì khi các bạn đạt đến một cái độ nhuần nhuyễn thì cái kỹ năng này nó thành thục thì mình mới đạt được một cái kỹ năng cứng. Ví dụ như các bạn có thể học được kỹ năng lái xe ô tô này, kỹ năng hàn xì này, hoặc là bất cứ một cái kỹ năng gì mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó thuộc về kỹ năng cứng ha. Còn kỹ năng mềm thì nó thuộc về những cái gì liên quan đến tính cách, nó mang tính xã hội, sự là sự tương tác giữa con người đối với tập thể, đối với gia đình và đối với cộng đồng. Kỹ năng mềm là nó quyết định rất nhiều đến cái sự thành công hoặc là đến cái sự phát triển sau này của các bạn. Ví dụ như trên thực tế thì các bạn cũng đã nghe thấy rất nhiều những cái vị tỷ phú nghỉ học đó, hoặc là bỏ học đại học để theo đuổi cái đam mê riêng của mình, đúng không? Ví dụ như là các bạn đã nghe qua Bill Gates chưa? Đã nghe qua Steve Jobs chưa? Hoặc là Michael Dell là người sáng lập ra cái hãng máy tính Dell, hoặc là người đã sáng lập ra cái phần mềm Facebook, cái app Facebook cho các bạn sử dụng nó. Đó là những người chứng minh cho cái việc họ rất thành công nhưng họ không theo đuổi cái trường đại học. Ý chúng ta nói ở đây không phải là họ không học hành gì mà cũng có là thành công, mà ý muốn nói rằng là cái sự nhạy bén, cái sự thông thạo về cái kỹ năng mềm và cái sự linh hoạt trong cái kỹ năng sống của họ đã giúp họ đã đưa họ đến thành công, mặc dù họ không được đào tạo những cái kỹ năng cứng chuyên nghiệp giống như những người đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc ở các trường đại học danh tiếng, đúng không? Vậy thì với môi trường giáo dục Chí Đức đã nhận thấy được cái vấn đề này đối với các bạn học sinh, và Chí Đức đã rất nhanh chóng cập nhật cái môn học kỹ năng sống này vào trong các môn học chính khóa để trang bị cho các bạn những cái kỹ năng mềm giúp các bạn có thể mà trau dồi cho mình những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng thương lượng đàm phán, kỹ năng sắp xếp tổ chức quản lý thời gian, kỹ năng quản lý tiền bạc, hoặc là kỹ năng làm việc nhóm, hoặc là kỹ năng kiềm chế cảm xúc, hoặc là rất nhiều vân vân, rất nhiều các kỹ năng sau này trong năm học thì các bạn sẽ được học ha. Vậy thì cái bài đầu tiên khi mà chúng ta sẽ học cái môn kỹ năng sống này đối với năm học lớp 10 này ha, là mình sẽ tìm hiểu về trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông Chí Đức. Đa số các bạn đều là học sinh mới và cũng có một vài bạn là học sinh cũ, nhưng chắc chắn có những điều mà những bạn học sinh cũ chưa hề biết ha. Vậy thì đầu tiên, đây cô đang trên hình ảnh cô đang cho các bạn xem, đây là hình ảnh cổng trường cơ sở 3, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Chí Đức. Đây các bạn nhìn xem những bạn học sinh rất là tươi cười rạng rỡ trên cổng trường ha. Rồi, vậy thì đầu tiên bài này mình sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất là khái quát chung về trường, và thứ hai là những cái nét văn hóa đặc trưng của trường Chí Đức. Vậy thì trong tiết học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn là nội dung đầu tiên là khái quát chung về trường. Thì trong cái nội dung này thì mình sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất là lịch sử hình thành, thứ hai là cơ sở vật chất, thứ ba là số lượng học sinh qua các năm, và thứ tư là giới thiệu về các thầy cô, đặc biệt là những thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường và những cái quy định của cần thực hiện của học sinh khi đến trường và vào nội trú, bởi vì đối tượng học sinh của chúng ta có cả học sinh nội trú, đúng không? Và quan trọng nhất, cô nghĩ chắc chắn các bạn cũng sẽ rất tò mò, đó là những quy định cấm của trường và những sự kiện văn hóa, thể thao và ngoại khóa tiêu biểu mà trường tổ chức qua hàng năm ha. Rồi, vậy thì mời các bạn xem video này ha.
môi trường ký ức để cho con chúng tôi theo học. Điều ngạc nhiên khi đặt chân đến ngôi trường này, đập vào mắt tôi là hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và các hoạt động phát triển thể chất năng khiếu của học sinh. Giáo viên rất năng động, tận tình và quan tâm tới học sinh. Nhà trường với phụ huynh luôn phối hợp rất chặt chẽ trong việc giáo dục các em học sinh. Do vậy, chúng tôi luôn nắm bắt theo dõi quá trình học tập và phát triển của con em mình. Trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, nhà trường đã phát huy rất hiệu quả việc dạy học online tại để con em chúng tôi tiếp thu kiến thức liên tục đầy đủ mặc dù không đến lớp. Sau một thời gian học tập ở đây, con chúng tôi có sự thay đổi rõ rệt về kiến thức, cách tự lập và sự lấy phép. Chúng tôi rất là hài lòng. Mình theo học tại đây từ năm lớp 9 và trong 4 năm qua, kiến thức để cho mình những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Tại đây mình được thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn toán mà mình cực kỳ yêu thích. Với sự chỉ dạy, hướng dẫn tận tình từ thầy cô, mình đã phát huy được sở trường và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Và những cố gắng của mình đã gặt hái được thành công xứng đáng. Trong thời gian vừa qua, mình đã ôm trọn hai giải nhất môn toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và kỳ thi giải toán bằng ngôn ngữ tập tay năm học 2021. Và mục tiêu tiếp theo của mình là cùng với 450 sinh khối hai của trường chinh phục kỳ thi IELTS và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Với những thành tích đó cùng các kỹ năng, đặc biệt là tiếng Anh, xin chào tạm biệt từ phía Đức. Xin rằng mình cũng như các bạn sẽ có cơ hội được mở dành được kiến thức học bổng từ những đại học lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Chúc biết tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Phía Đức như là ngôi nhà thứ hai, hiện nay đã giúp mình hoàn thành cùng ước mơ. Hi, my name is Rob and I'm an English teacher here at Trident School. I've been a teacher here for over 5 years now and the Trident School has a very modern and enthusiastic English teaching environment. The International English Program here is invested in the school and the student in a magnificent way, creating a breakthrough English program. And the training quality for students and teachers is very advanced. The school has introduced the Cambridge program for all middle school students. And for high school students, it has introduced the International IELTS program. Trident is now a leading partner with the British Council here in Vietnam, which means that the school coordinates with the British Council to provide optimal teaching and testing circumstances. Every year, hundreds of students from the school sit the exam so that they can progress in their future and hopefully be successful. Khi bước vào cấp 3, mình đã có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng mình vẫn tin tưởng và chọn Trí Đức để làm người bạn đồng hành trong chặng đường học tập mới này. Trong 2 năm theo học tại đây, điều mà mình tâm đắc nhất có lẽ là được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình được thử sức với vai trò làm MC trong các sự kiện lớn của trường, tham gia vào các nhóm nhảy. Và không chỉ riêng mình mà các bạn học sinh luôn được tạo điều kiện để tham gia vào các sự kiện lớn, để rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm một cách chuyên nghiệp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho sau này. Và đặc biệt là trường có nhiều câu lạc bộ để phát triển năng khiếu về nghệ thuật và thể thao, giúp cho các bạn học sinh có được một môi trường để thể hiện niềm đam mê của mình. Hàng năm, Trí Đức đều tổ chức các chương trình thiện nguyện, các chuyến ngoại khóa để góp phần phát triển học sinh một cách toàn diện nhất. Trí Đức là nơi để giúp mình hoàn thiện bản thân, phát triển các kỹ năng và mình tin rằng đây sẽ là một môi trường thật tuyệt vời để học tập và trải nghiệm. Nhưng mọi người đừng quên nhé, mặc dù tham gia rất nhiều hoạt động của trường, nhưng mình học vẫn là một ưu tiên nhất, đặc biệt là tiếng Anh. Mình chuẩn bị thi IELTS và hy vọng sẽ chinh phục được mốc 7.5. Mình tự hào về là một học sinh Trí Đức. Vừa rồi các bạn đã được xem một cái video mà được lắng nghe những phụ huynh và những học sinh chia sẻ về cảm nhận đối với trường Trí Đức đúng không? Thì các bạn qua cái video các bạn cũng thấy rằng trường chúng ta có rất nhiều hoạt động và rất đa dạng những cái câu lạc bộ và những rất nhiều hoạt động để cho các bạn có thể khám phá trải nghiệm bản thân. Và tin rằng với một môi trường đa dạng và năng động như thế, các bạn sẽ tìm cho mình được một sân chơi riêng phù hợp với cái sở thích cá tính và cái nét và cái đặc điểm riêng của các bạn ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lịch sử hình thành của trường Trí Đức như thế nào nha. Vậy thì đây trên cái slide trình chiếu cô đã tìm hiểu và
trình chiếu cho bạn các bạn một số thông tin về trường Chí Đức. Thì trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Chí Đức trực thuộc hệ thống giáo dục Chí Đức và được thành lập từ năm 2006. Trường có hai cơ sở tọa lạc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và trường đào tạo học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 12 với các loại hình như nội trú, bán trú và hai buổi. Và Chí Đức cũng rất tự hào là một môi trường giáo dục hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh với chương trình giáo dục khai phóng, lấy người học làm trung tâm và phát huy tối đa năng lực của từng học sinh. Và hai cơ sở của trường đó chính là cơ sở 1 tọa lạc tại số 5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, và cơ sở 3 là ở lô tọa lạc ở lô 5 DC6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Thì với những cái hệ thống cơ sở vật chất như thế này thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có một môi trường đầy đủ nhất, toàn diện nhất để các bạn có thể phát huy được tất cả những cái năng khiếu và những cái mong muốn của bản thân. Thì hệ thống cơ sở vật chất của Chí Đức bao gồm phòng học, phòng nội trú, hội trường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành vi tính, phòng thể hình nam, nữ, có phòng thực hành mỹ thuật, phòng thực hành âm nhạc và phòng ăn, và sân thể dục thể thao và nhà thi đấu. Thì sân thể dục thể thao thì có gồm sân bóng đá này, sân bóng chuyền, sân bóng rổ và có sân cầu lông ha. Thì với nhiều môn thể thao như thế thì chắc chắn các bạn sẽ tìm được cho mình một cái môn thể thao phù hợp, và ít nhất các bạn cũng có một cái điều kiện hoặc một cái không gian để rèn luyện thể lực hoặc là mình vận động sau những ngày dài học tập khá là mệt mỏi ha. Đó là khi các bạn quay trở lại trường ha. Đây thì ở trên màn hình cô đang trình chiếu cho các bạn những cái hình ảnh về cơ hệ thống cơ sở vật chất của trường chúng ta nè. Đây, hình đầu tiên đây chính là cái nội thất ở trong cái phòng ngủ, phòng nội trú của các bạn ấy. Thứ hai đây là phòng thể hình. Đây là phòng thể hình nè. Tiếp theo đây là cái phòng học, thì các bạn thấy đấy, trong phòng học được trang bị rất là đầy đủ cái tất cả các phòng ở trong trường Chí Đức luôn. Phòng trừ phòng vệ sinh thôi, còn tất cả các phòng đều được trang bị máy lạnh đầy đủ, một phòng hai máy lạnh. Nên các bạn thấy trong lớp học không? Lớp học cũng có hai máy lạnh này, quạt trần này, đèn các thứ đầy đủ. Ở dưới còn có bảng tin của lớp, ở trên bảng thì có hai cái bảng để cho giáo viên viết bài. Ở trên đây còn này có hệ thống máy chiếu này, loa âm thanh rất là đầy đủ, micro rất là đầy đủ. Và các bạn thấy cái bàn học ghế ngồi của trường chúng ta không? Rất là mới, rất là đẹp và rất là hiện đại. Và kể cả mẫu mã ba lô cũng rất là đẹp nữa. Đây, chắc chắn một điều là các bạn sẽ rất tò mò về nhà vệ sinh trường học, đúng không? Đây là hình ảnh chụp lại nhà vệ sinh của trường chúng ta. Đây, các bạn thấy hệ thống phòng vệ sinh rất là sạch sẽ, rất là mới. Phòng vệ sinh thì rất là nhiều phòng và được thiết kế rất là sang trọng, bắt mắt, sạch sẽ. Và hàng ngày trường chúng ta đều có đội ngũ lao công dọn dẹp và lau dọn thường xuyên, rất là sạch sẽ. Nên các bạn yên tâm là không có mùi hôi hay là không có rác rưởi gì khó chịu cả. Và cái hệ thống gương này, gương soi cũng rất là sạch sẽ và rất là hiện đại. Những cái bồn rửa tay cũng vậy, cũng thiết kế cũng rất là đẹp mắt, rất là bắt mắt. Rồi tiếp theo đây là hình ảnh ở thư viện ở cơ sở 1. Ở đây thì có rất nhiều các loại đầu sách để cho các bạn có thể tìm đọc hoặc là tìm hiểu thêm về những cái kiến thức liên quan đến môn học, hoặc là những cái sách về tiểu thuyết, hoặc là những cái sách về khoa học, về tất cả các nội dung gì các bạn quan tâm thì các bạn có thể lên thư viện mượn sách. Ở đây thì cũng có những cái máy tính để cho các bạn truy cập internet, các bạn tìm hiểu thông tin ở trên đó. Và đây tiếp theo là một hình ảnh nữa, đây là hình ảnh câu lạc bộ thể hình của nữ đang học. Đây là cô giáo dạy câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ của chúng ta nè. Thì các bạn thấy không, với cái điều kiện mà phòng ốc rộng rãi hiện đại như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ có một điều kiện học tập tốt nhất. Hình ảnh tiếp theo đây là hành lang ở phòng nội trú. Đấy, hành lang ở phòng nội trú rất là rộng rãi và bên ngoài có kệ cho các bạn để dép, và bên trong phòng ngủ thì được lau dọn hàng ngày rất là sạch sẽ. Bên trong cũng có máy lạnh, điều mà các thứ có quạt rất là mát mẻ, nên các bạn rất yên tâm về điều kiện vật chất cơ sở của trường ha. Và hình ảnh cuối cùng đây là hình ảnh sân trường cơ sở 3 được chụp từ góc trên cao nhìn xuống. Các bạn thấy không? Nè, sân trường chúng ta rất là rộng rãi nè, cây cối xung quanh rất là mát mẻ nè. Với cái diện tích sân này thì các bạn chơi bóng rổ rất là thoải mái.
Và có một điều chắc chắn những bạn học sinh cũ ở trường Trí Đức chưa chắc đã biết, đó chính là số lượng học sinh qua các năm học. Đầu tiên là năm 2016-2017, thì vào thời điểm này học sinh của chúng ta chỉ có 1.202 học sinh thôi. Và sang năm tiếp theo, năm học 2017-2018, thì số học sinh đã tăng lên rất là đáng kể, là 1.398 học sinh, là gần 200 so với năm học trước. Đến năm tiếp theo là năm 2018-2019, thì số học sinh đã tăng lên 1.487 học sinh. Các bạn thấy những con số đưa ra đã thấy cái số lượng học sinh hàng năm của trường chúng ta tăng lên một cách đáng kể. Và những năm gần đây nhất thì sao? Năm 2019, năm 2020, số lượng học sinh đã tăng lên 1.691 học sinh, tức là hơn 200 học sinh so với năm học trước. Và năm học 2020-2021 thì số lượng học sinh đã tăng lên 1.877 học sinh. Với những con số này cho thấy cái tốc độ tăng trưởng hàng năm rất là đều đặn. Và năm nay số lượng học sinh của trường chúng ta là 1.929 học sinh. Với số lượng học sinh ngày càng tăng này chứng tỏ uy tín chất lượng và giáo dục của trường Trí Đức nó càng ngày nó càng tiến bộ, càng ngày nó càng được lan rộng và càng ngày nó càng được phổ biến hơn, nên là có rất nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng để cho con em và bản thân đã theo học tại trường Trí Đức. Và đây là những hình ảnh các thầy cô giáo là những người đã tạo nên những thế hệ học sinh vô cùng chất lượng và vô cùng tài năng. Cái hình đầu tiên các bạn thấy đây, góc bên trái mà. Hình đây. Đây. Hình đầu tiên đấy là thầy ở ngoài cùng. Bên trái là thầy Diện, tổng quản nhiệm của cơ sở 3. Và bên cạnh thầy Diện là thầy Hùng, phó hiệu trưởng ở cơ sở 1. Và tiếp theo là thầy Vương, phó hiệu trưởng ở cơ sở 3. Và thầy đứng trong cùng đó chính là thầy Hưng, tổng quản nhiệm ở cơ sở 1. Và ở bên góc phải màn hình đây, các bạn đang thấy đây, người đang phát biểu đây chính là thầy Nguyễn Thanh Thống, là hiệu trưởng của chúng ta ha. Và cái hình ở dưới đây là trong một hội nghị, thì ở đây là gần như là đầy đủ tất cả các thầy cô giáo của trường Trí Đức chúng ta. Các bạn thấy không, những thầy cô rất là trẻ trung năng động nên mới đào tạo ra được những các bạn thế hệ học sinh vô cùng năng động, vô cùng tích cực. Và đây cũng là một hình ảnh hầu như là tất cả các giáo viên của cơ sở 3 năm học 2019-2020. Rồi, đây là các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường của chúng ta và các thầy cô giáo ở trong trường chúng ta. Các bạn có nhìn thấy thầy cô giáo chủ nhiệm của mình ở trong đây không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái quy định của nhà trường ha. Thì cũng như tất cả những cái trường khác thôi, thì một quốc gia thì được quản lý bởi pháp luật, thì một nhà trường thì cũng phải được quản lý bởi những cái quy định, đúng không? Thì cũng như những nhà trường khác, như các nhà trường khác, thì trường Trí Đức của chúng ta cũng sẽ có những cái quy định cơ bản và học sinh buộc phải tuân thủ. Thì những cái quy định cơ bản như sau: thứ nhất là phải lễ phép tôn trọng với thầy cô giáo và các cô chú cán bộ công nhân viên. Thì cái việc này không cần phải quy định, thì các bạn cũng đã rất là ăn sâu trong tiềm thức, chúng ta được giáo dục từ gia đình, từ nhà trường, từ lớp mẫu giáo, tiểu học, chúng ta đã được giáo dục về cái việc mà phải lễ phép với người lớn, với thầy cô giáo, về cái truyền thống tôn sư trọng đạo và tôn trọng những người khác, đúng không? Tôn trọng những người lớn tuổi, mình phải tôn trọng những người đối diện. Đó là một cái truyền thống của những người châu Á chúng ta rồi ha. Và cái quy định tiếp theo là phải cư xử đúng mực, hòa đồng và giúp đỡ bạn bè. Thì cái việc cư xử đúng mực, hòa đồng và giúp đỡ bạn bè không chỉ giúp các bạn chấp hành cái nội quy trong nhà trường, mà còn giúp các bạn xây dựng được những tình bạn tốt đẹp. Và điều đó tạo cho các bạn những kỷ niệm tươi đẹp trong quá trình các bạn đã còn ngồi học ở trên ghế nhà trường, đúng không? Và quy định tiếp theo nữa là không được có hình xăm trên người. Không được có hình xăm trên người. Chưa bất kể hình xăm lớn nhỏ, những hình xăm bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thì đều không được chấp nhận tại trường Trí Đức chúng ta. Và tiếp theo đó là
không được đánh nhau, không được nói tục chửi thề. Chúng ta đang học tập sống trong một môi trường giáo dục thì chúng ta cũng phải thể hiện là những con người có văn minh, những con người giáo dục thì sẽ không bao giờ tùy tiện phát ngôn hay là nói tục chửi thề như thế. Nó rất là mất hình ảnh, nó rất là đi ngược lại với những gì chúng ta giáo dục. Và cái việc nó không được đánh nhau, thứ nhất đó các bạn là chấp hành quy định của nhà trường, và thứ hai là chấp hành quy định của pháp luật. Nếu các bạn đánh nhau gây thương tích thì đương nhiên thì nó còn không chỉ vi phạm quy định của nhà trường mà còn vi phạm quy định của pháp luật nữa, và hiển nhiên thì điều này được không chấp nhận trên nhà trường rồi. Và một cái quy định tiếp theo nó cũng rất là quan trọng nữa, đó là không được mua bán, tàng trữ, sử dụng, môi giới, mang vào trường các chất cấm, chất kích thích, chất gây nghiện, rượu, bia, thuốc lá, và nhất là thuốc lá điện tử và các chất gây cháy, nổ và các đồ vật kim loại sắc nhọn, đúng không? Với cái việc này thì không chỉ trong nhà trường mà ở ngoài pháp luật cũng đã được quy định rồi. Về cái việc mà mua bán tàng trữ sử dụng và môi giới các chất cấm, chất kích thích, chất gây nghiện là đặc biệt đã bị pháp luật cấm rồi. Và trong trường chúng ta thì cũng đặc biệt cấm những cái hành vi mà uống rồi sử dụng, tóm lại là mua bán, tàng trữ sử dụng rượu, bia, thuốc lá điện tử. Và cái vấn nạn mà thuốc lá điện tử nó khá là nhức nhối đối với học đường, bởi vì nó là một cái văn hóa mới du nhập ở nước ngoài vào, nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Bởi vì cái thuốc lá điện tử, theo các nhà khoa học nghiên cứu thì cái tác hại của nó còn hơn rất nhiều lần so với thuốc lá thông thường. Và cái việc thuốc lá điện tử này, nếu mà dùng lâu dài thì các bạn có thể gây nghiện này, hoặc nặng hơn thì có thể gây tổn hại thần kinh này. Nó có rất nhiều cái mối nguy hiểm, và đặc biệt trường mình rất là cấm cái thuốc lá điện tử này. Và trong những quy định cấm thì cũng có những quy định các bạn được phép làm. Và một tin vui đối với học sinh nội trú các khối cấp 10, 11, 12. Thường thì mỗi năm thì các bạn sẽ không được mang laptop vào trong khu vực nội trú để sử dụng. Đối với các bạn học sinh nội trú ấy. Nhưng năm nay thì các bạn học sinh nội trú khối 10, khối 11, 12 thì sẽ được mang laptop vào trong trường và phục vụ mục đích học tập. Và lưu ý là chỉ phục vụ mục đích học tập thôi nhé. Và đấy là những cái quy định và cái quy định cấm của trường và những cái quy định các bạn được làm. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái sự kiện nổi bật của trường qua các năm và hoặc là qua trong một năm học. Thì hình ảnh đầu tiên các bạn thấy đó chính là buổi hướng nghiệp tuyển sinh. Đây là buổi hướng nghiệp mà các trường đại học kết hợp với trường chúng ta đã tổ chức cho các bạn học sinh khối cấp 3, là chủ yếu là đối tượng khối 10, 11, 12 đấy. Khối 11, 12 ấy. Thì cái buổi hướng nghiệp này không chỉ là giúp cho các bạn tìm hiểu về các môi trường đại học như thế nào, mà còn giúp các bạn định hướng về cái chọn ngành, chọn nghề trong nghề, chọn ngành, chọn nghề nghiệp trong tương lai. Ví dụ như các bạn xem hiểu xem thế mạnh của điểm của mình là nó ở cái mảng nào thì mình sẽ đi theo cái mảng nào cho nó phù hợp. Đúng không? Nên là để các bạn chưa có một sự trải nghiệm nó thật sự phong phú, vì thế nên các bạn rất cần những cái buổi định hướng như thế này để biết bản thân mình sau này mình sẽ trở thành ai, mình sẽ phù hợp với ngành nghề gì, mình sẽ đóng góp cái gì cho xã hội. Vậy thì các bạn rất cần những cái buổi định hướng hướng nghiệp như thế này. Và hình ảnh tiếp theo mà các bạn nhìn thấy đó chính là một buổi ngoại khóa của các anh chị 12 được tổ chức vào đầu năm 2021. Đầu năm dương lịch 2021. Đây là chuyến ngoại khóa mà cuộc đua tuổi 18 của các anh chị khối 12 là cũng kết thúc kỳ dã ngoại này, thì các anh chị cũng đã tập trung vào cái học và cái đợt học cao điểm hơn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thì đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và rất là ấn tượng. Trong suốt những cái ngày mà tham gia cái chuyến dã ngoại này á, thì các anh chị đã được ăn cùng nhau, được chơi cùng nhau, được ngủ cùng nhau và được
tạo ra những cái khoảnh khắc không thể nào quên được cùng nhau. Mỗi lớp có một cái màu sắc riêng, các bạn có thấy những nhóm người có những cái màu sắc riêng không? Đó là từng lớp, các anh chị mặc áo đồng phục này, rồi các anh chị cùng tham gia team building này, cùng tham gia trò chơi, cùng tham gia giải đố mật thư câu hỏi, và cùng hoàn thành nhiệm vụ và sẽ nhận lời cái giải thưởng của ban tổ chức chẳng hạn. Đấy, thì những cái hình ảnh đấy thì sẽ là một cái kỷ niệm rất là đẹp trong cái quãng đời sinh học sinh của chúng ta. Và sau này khi các bạn quay lại trường thì chúng ta cũng sẽ có những cái buổi dã ngoại như thế đối với cả lớp 10 và lớp 11. Tiếp theo đây là thành tích ấn tượng của học sinh trường Trí Đức chúng ta trong năm học 2020-2021. Đội bóng đá nam thành phố thì đội bóng đá nam cấp trung học phổ thông và giành huy chương đồng các cấp thành phố. Thì các bạn biết trong thành phố có rất nhiều trường đúng không? Cho cái cả hệ thống trường công trường tư thì chúng ta có rất nhiều trường, nhưng trường chúng ta đã rất vinh hạnh giành được huy chương đồng trong cấp thành phố. Đấy là cũng một niềm rất đáng là tự hào. Và cái hình ảnh bên phải đấy, các bạn có thấy đèn đó sập sình rồi các thứ, mọi thứ rất là lung linh huyền ảo đúng không? Đây chính là một đêm Trí Đức Spring, một đêm gala Trí Đức Spring của trường chúng ta được tổ chức vào tháng 3 năm 2021, và cùng với đêm chung kết The Face 2020 được diễn ra. Thì với cái sân khấu hoành tráng, với quy mô như thế này thì các bạn thấy đó, và với những ca sĩ nổi tiếng nữa, thì các bạn đã thấy được cái sự quy mô, cái sự hoành tráng của cái team sự kiện của cái trường Trí Đức của chúng ta hoạt động rất là năng suất như thế nào rồi đúng không? Và thành tích tiếp theo cũng rất là ấn tượng đối với trường Trí Đức chúng ta, đó chính là có 394 học sinh và 308, trong hàng trăm đó có 308 học sinh khối 12 và 86 học sinh khối 10-11 trở lên đạt IELTS từ 4.0 trở lên. Các bạn thấy không? Trường chúng ta có 394 học sinh đạt IELTS 4.0 trở lên. Vậy thì các bạn cũng hiểu rằng là sau này khi mà các bạn ra ngoài mà phát triển nghề nghiệp hoặc đại học hoặc là đi làm ngành nghề ấy, thì cái môn Anh văn nó trở thành một cái nhu cầu thiết yếu nữa. Nó không phải là một cái môn mà mình được ưu tiên nữa, mà nó trở thành một cái môn rất là thiết yếu để các bạn có thể đậu, các bạn có thể là hoàn thành cái kỳ thi đại học này, hoặc là các bạn phỏng vấn, các bạn xin việc này, hoặc là đặc biệt hơn là nếu các bạn làm những công ty nước ngoài thì chắc chắn không thể nào các bạn thiếu cái vốn tiếng Anh được đúng không? Vậy thì nhận thức được cái điều đó này, trường Trí Đức đã đưa vào đào tạo và giảng dạy IELTS từ trong khối học sinh cấp 3 về trong khối cấp 3 để cho các bạn có một nền tảng tiếng Anh rất là tốt từ ngay bây giờ, để sau này khi các bạn phát triển nghề nghiệp thì nó không trở thành một cái sự bất lợi đối với các bạn. Và tiếp theo những thành tích ấn tượng đó chính là học sinh khối 10-11 đạt 54 giải tại kỳ thi Olympic thành phố Olympic kỳ thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Và trong cái chuỗi thành tích xuất sắc đó thì có 11 giải nhất, 20 giải nhì và 23 giải ba. Thì với cái khối lượng giải như thế này, với cái số lượng giải như thế này thì các bạn đã biết, thấy được cái sự cố gắng của các bạn học sinh như thế nào, và đồng thời nói lên cái sự tận tình tâm huyết của tất cả các thầy cô trong quá trình giảng dạy để hỗ trợ các bạn có thể khẳng định cái tài năng của mình trên những cái đấu trường hoặc những cái kỳ thi mà mang cỡ quốc tế thành phố thế này. Và một tin đáng mừng nữa trong cái lĩnh vực thể thao đó chính là đội bóng rổ nam trung học phổ thông đã giành huy chương đồng cấp quận. Thì một môn bóng rổ là một môn nó khá là phổ biến đối với học sinh ở thành phố, và nó khá là phổ biến đối với các bạn trẻ trong những năm gần đây. Thì những năm về trước thì người ta sẽ chuộng bóng đá hoặc là bóng chuyền hơn. Đương nhiên là bóng đá và cái sự vai trò bóng đá trong thể thao nó không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà trong những năm gần đây thì ngoài môn bóng chuyền thì bóng rổ nó cũng là một cái môn thể thao nó khá lạ, là nó phát triển khá là mạnh mẽ. Và trong phận của chúng ta thì chúng ta cũng xuất sắc giành được huy chương đồng. Mà các bạn biết thì chúng ta cũng rất nhiều là trường rồi đó. Và
Và tiếp theo nữa thì năm vừa rồi chúng ta cũng đã đạt được giải ba cuộc thi Dance Cover Người ơi người ở đừng về do ca sĩ Đức Phúc tổ chức. Đây là một bài hát rất là hot của ca sĩ Đức Phúc đúng không? Thì ca sĩ Đức Phúc đã phát động một cái phong trào là cover lại bài hát này. Và chiến đức của chúng ta với những đội hình trai xinh gái đẹp như thế này và cover lại bài này một cách rất là xuất sắc và đã giành được giải ba ha. Chúc mừng các bạn. Rồi tiếp theo. Đây, các bạn thấy náo nhiệt không? Thấy đông vui không? Và những các bạn trai xinh gái đẹp đứng ở trên sân khấu này. Đây chính là hình ảnh đêm chung kết The Face năm 2020 được tổ chức cùng với đêm gala Chi Đức Spring. Đây là những hình ảnh những top 5, top 10 xuất sắc nhất đứng trên sân khấu và tham gia đêm chung kết của The Face. Ở dưới có rất nhiều bạn học sinh, có rất nhiều bạn khán giả bên ngoài đến xem bởi vì cũng bị sự thu hút bởi những các tài năng và sắc đẹp của các bạn. À, đây hình ảnh ngoại khóa các bạn đã thấy rồi ha. Đây là hình ảnh của các anh chị tham gia một ngoại khóa trên Đà Lạt. Và Đà Lạt là một thành phố rất là đẹp, rất mộng mơ mà chắc chắn các bạn, rất nhiều bạn muốn ghé thăm một lần. Thì trường trung trí đức của chúng ta thì đã từng tổ chức ở Đà Lạt và hãy hứa hẹn sẽ có nhiều những chuyến đi rất là thú vị mới ở Đà Lạt nữa. Và hình ảnh cuối cùng, các bạn có thấy con sư tử nó đang phun nước không nhỉ? À, các bạn có đoán được đây là đất nước nào chưa? Chắc chắn không ở Việt Nam chúng ta rồi đúng không? À, đúng rồi, đây chính là đất nước Singapore. Đây là một biểu tượng của đất nước quốc đảo Singapore. Thì không chỉ cho các chuyến đi team building hoặc là tour dã ngoại ở trong nước mà Chi Đức còn tổ chức những cái chuyến đi team building ở nước ngoài. Và Chi Đức là một trong những số trường ít ỏi được tổ chức những cái chuyến đi team building ở nước ngoài cho các bạn có cơ hội tham quan, học tập, trải nghiệm và mình đi ra ngoài thế giới thăm thú xem ở bên nước ngoài nó như thế nào, người ta ăn thế nào, người ta sống thế nào, người ta học thế nào, cái nhịp sống của người ta thế nào, thành phố của họ như thế nào, họ có gì khác mình và mình có gì chưa bằng họ đúng không? Thì mình cần phải đi, cũng nên đi ra ngoài để học họ, để mơ mang đầu óc đúng không? Và để kết thúc buổi học ngày hôm nay thì mời các bạn xem một cái đoạn video clip này. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trí Đức, trực thuộc Hệ thống Giáo dục Trí Đức, được thành lập từ năm 2006. Hiện nay trường có hai cơ sở, tọa lạc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tự hào là môi trường giáo dục hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh với chương trình giáo dục cải thống lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa năng lực của từng học sinh. Sứ mệnh của Trí Đức là đào tạo học sinh một cách toàn diện cả trí tuệ và nhân cách, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng, năng khiếu bản thân, phẩm chất để trở thành người công dân tốt, có đóng góp cho cộng đồng và hội nhập quốc tế. Với tầm nhìn là xây dựng một môi trường giáo dục đẳng cấp tiên phong trong đổi mới, hội nhập với xu thế phát triển toàn cầu. Các giá trị cốt lõi mà nhà trường đem lại cho học sinh đó là trách nhiệm, trung thực, tôn trọng, yêu thương, năng động, kiến tạo. Trí Đức, môi trường hội tụ đầy đủ các tiêu chí để đào tạo học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường không ngừng đổi mới để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí và vui chơi dành cho các em học sinh. Không gian sinh hoạt nội trú hiện đại, tiện nghi, đem đến cho học sinh sự thoải mái, hình thành nên các thói quen tốt như tính kỷ luật, tinh thần tự giác, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng. Đội ngũ giáo viên, nhân viên và nhà quản lý của nhà trường được lựa chọn và đào tạo chất lượng, giàu kinh nghiệm, sáng tạo, nhiệt huyết, có khả năng truyền cảm hứng để khơi dậy sự phát triển trong học sinh, góp phần thực hiện một cách hiệu quả những chương trình giáo dục hiện đại toàn diện mà Trí Đức đã đưa ra. Chương trình học tập chính khóa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt với học sinh thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến, liên tục cập nhật phù hợp với năng lực của các em từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, tham dự các kỳ
đào tạo luôn được nhà trường phát huy và đổi mới thường xuyên bởi việc kết hợp hiệu quả giữa hai hình thức dạy học offline và online. Chương trình Anh văn quốc tế. Trí Đức tự hào là đối tác hàng đầu của Hội đồng Anh British Council tại Việt Nam. Hàng năm nhà trường phối hợp với Hội đồng Anh để tổ chức giảng dạy và thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS cho hàng trăm học sinh của trường. Đồng thời Trí Đức là ngôi trường duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được Hội đồng Anh chọn làm điểm thi lấy chứng chỉ IELTS cho học sinh. Chương trình kỹ năng sống được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, luôn tự chủ, thích ứng với cuộc sống và tự tin trở thành những công dân toàn cầu. Chương trình học tập dự án. Giáo viên sẽ trực tiếp hướng dẫn cho học sinh của mình tham gia thực hiện các dự án, tạo ra những sản phẩm hữu ích áp dụng vào thực tế từ những kiến thức lý thuyết của môn học. Việc học tập theo mô hình này vừa giúp học sinh tiếp thu được những nội dung học thuật quan trọng, vừa giúp khám phá năng lực và phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết. Chương trình phát triển năng khiếu bản thân. Với nhiều bộ môn phù hợp với sở trường, đam mê và thích thú của học sinh, với đội ngũ giáo viên chuyên sâu về năng khiếu sẽ giúp các em học sinh phát triển năng khiếu để làm của mình một cách khoa học và bài bản. Dã ngoại được nhà trường xây dựng chuyên nghiệp và tổ chức thường xuyên cho học sinh tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Thông qua các hoạt động dã ngoại giúp các em thực hành lại những kiến thức đã học từ sách vở trong nhà trường, tạo môi trường cho các em giao lưu và học hỏi thực hành được những kỹ năng sinh hoạt nhóm tập thể. Trí Đức là trường phổ thông duy nhất trên cả nước tổ chức chương trình xin lưu liên tại nước ngoài hàng năm cho học sinh. Chương trình luyện thi đại học với phương châm vào Trí Đức đại học là chuyện nhỏ. Ngay từ lớp 10, các học sinh được chính thầy cô giáo truyền cảm hứng về đam mê, định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường biên soạn chương trình luyện thi đại học thi năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó giúp các em vững tin lựa chọn các trường đại học top đầu để theo học và phát triển tương lai của mình. Nhà trường chú trọng hướng đến việc giao tiếp thường xuyên với phụ huynh nhằm tạo nên một mối gắn kết chặt chẽ. Ở đó, phụ huynh đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, đồng hành cùng giáo viên trong việc giáo dục, phát triển tối đa tiềm năng của học sinh. Với những nỗ lực không ngừng từ đội ngũ giáo viên cùng với các em học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Chuẩn đầu ra IELTS dành cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông là từ 400 phần trở lên. Đứng đầu về số học sinh giỏi cấp thành phố và Olympic của các trường ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đậu đại học là 100%. Chúng tôi hiểu rằng không có gì quan trọng hơn với thế hệ trẻ, đó là cơ hội nhận được một nền tảng giáo dục tốt nhất. Qua đó giúp các em phát triển, hoàn thiện bản thân và thành công trong tương lai. Hy vọng rằng những ngày tháng học tập tại Trí Đức sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời học sinh của các em. Rồi, vừa rồi các bạn đã xem video tổng kết lại những cái hình ảnh nổi bật, những cái hoạt động nổi bật và những cái điểm nổi bật của trường Trí Đức chúng ta. Vậy thì cái buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thì các bạn đã sơ lược hình thành và hiểu được thêm về cái môi trường mình đang học tập nó sẽ là môi trường như thế nào và nó đã làm nên được cái gì nên các bạn và gia đình có thể hoàn toàn yên tâm và theo học tại môi trường này. Các bạn hãy tin rằng với một môi trường thế này, các bạn sẽ có điều kiện thuận lợi nhất và tốt nhất để phát huy hết tất cả những khả năng và tất cả những cái năng khiếu mà các bạn có trong người. Và sau cùng, cô chúc các bạn và gia đình có một sức khỏe tốt để cùng nhau vượt qua cái mùa đại dịch này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.